Alo. Ừ. Anh vô giờ làm lâu rồi. Chúc mừng chị nha. Bạn trai sau này của chị là người luôn luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cho chị đó. Thì đó. Thiệt. Không tin đâu. Ôi tin đi. Wow. Bạn trai sau này của em là một người luôn âm thầm quan tâm chăm sóc giúp đỡ cho em đó. Ủa? Mà tôi có bạn trai rồi mà. Thà nói là sau này mà. Wow. Bạn trai sau này của Thái á, là một người rất thích màu tím á. Thôi đi. Sam, có mày mới có bạn trai á. Xin lỗi nha, tôi sẽ không bao giờ có bạn trai trừ Thái ra. Alo. Dạ sếp. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Sao vậy chị? Thái là lớn quá, bây giờ sếp kêu thì mình lên hết kìa. Thấy chưa? Thằng này nó lại. Ôi, cái chuyện cá nhân thì bàn riêng đó nha, tự nhiên la lớn làm chi? Tại hằng bức xúc quá. Thôi đi lên kìa, đi lên. Cảm ơn anh, hy vọng chúng ta sẽ tác vui vẻ. Rồi đi. Cảm ơn anh đã chọn công ty chúng tôi. À, có con trẻ mà tài giỏi quá. Anh quá khen. Ủa? Sao em sợ nắng vậy? À, tại vì trong nắng nó có tia UV, nó làm cho da đen sạm, lão hóa, xấu lắm anh. Đợi xíu. Đây, đố nắng hại da, đố da đen sạm. Skin à quá. Đố nắng hại da, đố da đen sạm. Tất nhiên rồi. Bữa cơm này ông trả phải không? Bậy rồi. Chứ ai? Tôi là người trả đầu tiên á. Chưa tới vòng tôi, còn một người nữa mới tới lượt tôi mà. Tôi trả rồi đấy nha. Còn ai ta? À nhớ rồi, thằng Vinh. Alo, Thái gọi tôi có gì? Ê! Thằng quỷ này. Mình ngồi đây mà nó nói mình gọi cho nó trời. Thôi bỏ qua đi, mình kế tiếp trả. Ừ. Đúng rồi. Anh Thái á. Đúng rồi Vinh ơi, tao mới gọi cho mày á. Ê cái ông kia sao bỏ đi thế? Ôi thiệt tình luôn, đàn ông gì đâu mà kỳ cục. Thôi để tôi trả cho. Trong công ty mình ấy có mỗi mình anh Nam là đàn ông thôi đấy. Ủa chị bị mất cái gì hả? Ờ nói không chắc Harry để quên. Ừ. Anh có công việc đi trước, gặp sau nha. Dạ. Có người gửi cho cô cái này. À, anh ơi, tính tiền giùm em cái. Dạ, bạn này tính tiền rồi. Chắc là năm rồi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Harry. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Vui quá. Sướng ghê luôn á. Có người vô đây sớm ha, chuẩn bị tất cả cái này cho Harry luôn á. Trời ơi, ghê tí quá.
mệt quá. Ủa Phương, cậu làm gì mà cậu bấm máy khí thế vậy? Ai bấm hoài nó không lên. Vậy nó gõ hoài luôn á. Tiêu luôn. À, bây giờ tôi nói vậy coi được không? Cái dự án mình làm hoài, sau khi đổ móng, chúng ta bắt đầu chúng ta lợp mái, đổ bê tông, rồi gắn kính chiếu hậu vô, các bạn thấy thế nào? Tôi thấy đó, nó cũng khả thi. Ừ. Nhưng mà như cái dự án đó là mình kết thúc rồi. Ủa, nếu như mà kết thúc rồi á thì cái dự án nó có phát triển không? Cái nhà mình xây dưới gầm cầu á. À, nó mới sập hôm qua. Ủa, vậy cái cầu sập hay nhà sập vậy? Cả hai. À Harry, coi vật tư trong kho làm sao nha. Chút nữa thuyết trình với sếp lớn á. Hết rồi. Hết mất rồi. Rồi xong. Coi như cái điều này là sếp cắt chức rồi đuổi việc hết bốn đứa mình luôn á. Rồi tiền đâu tôi sửa cái máy tính này đây. Ủa mọi người đang nói gì vậy? Em đang nói về cái skin aqua của em. Ồ. Là nãy là đang nói cái chai kem chống nắng nó bị hết rồi hả? Ờ. Còn quan trọng là cái vật tư mình còn không nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ dạ, nó còn. Chỉ là có tiền sửa máy tính. Cái dự án này là lớn lắm, chúng ta cần phải tập trung và đoàn kết. Đúng rồi. Thể hiện tình đoàn kết, tại vì cái team chúng mình là nổi danh là bốn tứ đại thiên dương công ty. Bốn mà còn tứ đại thiên dương. À, tứ đại thiên dương. À, có là mà quan trọng á là nhóm chúng ta có ba người đàn ông. Đúng. Gánh vác cả team. Thì cái dự án lần này chúng ta quyết định sẽ do Harry lên thuyết trình. Đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý. Chính xác. Tôi hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Sao bình thường những cái khác thì không bao giờ lady first, mà sao chỉ có cái này là lady first nhỉ? Bảy rồi. Làm đi. Làm đi, chúng tôi là tin tưởng hay gì đó. Đúng rồi. Để tôi đi rửa mặt cho nó tỉnh táo tí. Ừ, à, cố lên. Nên vậy. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Làm việc trong cái team mà đoàn kết. Rồi. Rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang, phun môi rơi cơ phải rằng em đang yêu bông dương thần kỳ, thì một mình vô vã bước xuống phố, trái tim rộn vang hân hoan hát câu yêu đầy nụ cười em nơi sơn hồng yêu dân yêu. Harry đợi Phong chút, Phong đi mua nước cho Harry nha.
Thì ra anh mới chính là người luôn âm thầm bên em. Chúc mừng chị nha. Bạn trai sau này của chị là người luôn luôn âm thầm quan tâm chăm sóc của chị đó. Anh cầm giùm em không anh? Dạ. Phong muốn Harry lúc nào cũng tươi cười và tự tin như vậy. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vui vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim.